Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chủ ngày chủ nhật mình nghỉ ở nhà mình làm chặt cây chuối để mình làm bóp gỏi chuối cây các bạn. Làm coi giống người ta không bạn? Thấy bên mạng thấy người ta cũng làm nhiều lắm. Nên mình trước mình làm heo, làm khử coi giống không? Làm để mình khẩn thức coi có ngon hay không bạn. Mời các bạn xem làm khử coi giống người ta không bạn. Làm ăn khẩn thức coi có ngon không bạn? Khử. Mời các chế biến cái chuối cây bắp gỏi bạn thấy người ta làm mình bất chước mình làm thử mình khẩn thức nó là sao bạn để coi giờ làm sao ta mời các bạn xem nha các bạn tại vì nó không có bàn nhưng mình để dưới đây mình làm cũng sạch sẽ lắm bạn gạch gạch cái tàu mình cũng lau chùi sạch sẽ lắm bạn thôi giờ mình chế biến nè bây giờ trước tiên mình bỏ miếng muối vô đây các bạn dừa thôi nhiều quá mà đó ra thôi bỏ một tí đường vào. Ai ăn đường bỏ không ăn đường thôi bỏ ngọt mình có bỏ đường vô kia miếng cho nó ngọt ngọt rồi đó. Bỏ ngọt vô bạn giờ mình cắt ớt các bạn chơi không ta tự chơi bạn trái nếu ai ăn nhiều thì hai cái ớt còn ăn ớt ít lắm rồi mình bỏ trái cho cay thôi còn nhiều cay ăn xíu luôn giờ cắt như miếng chanh bạn nếu ai ăn chanh nhiều chua nhiều thì cắt nhiều còn ăn ít thì cắt ít mình như đây cho mấy cái chuyện nào ấy lên đó mình ăn chanh thêm nữa. Là vậy đi rồi đó mình cắt chỗ bỏ vô rồi mình trộn nha mà ý đồ trộn có gì đó mình nêm thêm mình bỏ như vậy như đây thôi nhưng mất nó dễ nữa chứ nhiều quá nó chua lét rồi giờ mình sắc chuối nha mà này chuối cây non chắc này bỏ nữa. Cái con thiếu này này chặt mỏng này đổ sạch xong rồi rồi mà vô cái tim này đổ sạch cho sẽ mài vào cho bé nè mày nãy mới mài bạn vào không đáng luôn mày cái chuối không mày dạy cho bé rất mỏng rồi mỏng mà mỏng ngon mà mình
chứ không biết không thấy mặn gì. Mặn cái khó cắt. Mặn vô. Để giờ con bé là mình cắt bằng được. Giờ là bé. Rồi. Thấy người ta làm cái kiểu này để coi một chút người ta làm. Người ta cắt mặn. Người ta lộn. Thế có người ta đập để này người ta cắt sao? Thế người ta cắt nhìn. Đó. Cắt nhìn ở trong giữa cắt nhìn. Ăn giòn. Còn giống mình cắt này sẽ sợ. Cắt thử ăn có ra sợ. Từ nào mình chưa cắt vậy. Nó nói cắt vậy nó giòn lắm đi coi. Thấy làm sao. Mà cắt mỏng đi thì mình cắt dày quá. Mà da mình nó lục. Mình cắt nó dày như vậy. Mình không cảm. Chứ mình từ nào cắt không có thấy tay. Da cũng hơi lục. Hơi lục cắt nó hơi dày mà. Mình cắt mỏng ăn nó ngon. Cắt dày quá nhìn thấy ngon. Mà biết sao mình cắt mỏng được. Vậy quá, vậy cuối luôn. Này. Này sao đây? Vậy cách gì? Vậy đúng rồi. Này mới là khỏi cắt thôi các bạn. Một chút cắt thôi chứ mình cũng chưa có làm. Chưa cắt mình nấu cái chua, biết chứ mình làm đổi từ nào có làm đâu. Từ nào không làm, nó làm thử rồi sao? Thì thử rồi bạn. Mà cắt khỏi cho mỏng mỏng còn hơn, này dày quá, dao lột hết. Mỏng không được rồi. Mỏng khó khó cắt không? Vậy cu cu mà cái chú non không sao vậy, bởi vì chú non chắc mỏng hình dịch xíu không sao vậy, tại vì cái chú non nhớ là cái chú non các bạn, cái chú về là mỗi lần lấy trong, còn thôi giờ mình lấy mình làm không có khéo thì mình lấy cái chú non sao vậy? Có gì cũng có cái dày cũng ăn được, mình cắt nó không mỏng thì ăn cũng được. Trình cũng xong mà còn này khúc này đẩy để... Cái này để nấu cái chua. Còn giờ mình trộn vô đây không bạn. Trộn lên rồi. Đó, ớt đỏ luôn. Mình cắt cũng hơi dày. Không có mỏng luôn các bạn. Tại dao nó lục quá, có không mỏng, không mỏng luôn. Thôi kệ này chua non các bạn. Chua non mà mình cắt không mỏng luôn, dài vậy cũng được. Ăn cũng giòn. Đó. Mở rửa mở vô các bạn, mình bỏ vô mình trộn đây cho đều đi, cái thao bự nó dễ trộn, rồi sau mình bỏ vô đó, mình bỏ vô đây cũng bỏ vô rong đậu phộng vô nữa ngon các bạn, rong thì để về ăn luôn các bạn, để ăn thử, nó gấp về ra đây cho nó lịch sự để ăn qua, này có đồ rong bỏ vô là ngon, chứ non mà. Cái này cũng học hỏi người ta làm các bạn, lúc trước làm thôi á, mà mình làm cắt không mỏng, người ta làm mỏng mình làm không có mỏng, mình cắt không có mỏng, đó. Chứ giờ không hồi lục với mình cắt nó không có theo ta, mình cắt nó còn vụn về, đó, chạm với tay dột, đó. Này có đồ răm, đồ gai. Với đậu phộng cắt lên nó ngon đó bạn. Bỏ rau vô bạn. Đậu khôm nè. Ngò gai với rau răm. Đó, lên. Rồi. Hấp dẫn chưa bạn? Đó, giờ mình trộn đều lên bạn. Trộn đều lên ăn nha các bạn. Đây nhỏ quá. Nó bỏ vô khao lên trộn mình vậy. Rồi để vậy đi, đó. Để đây. Thì chú cây non bạn, rồi bóc gỏi ra. Bóc gỏi chỉ có muối, đường, bột ngọt, chanh, ớt. Đó, với rau răm. Rồi giờ mình ăn cho bạn xem nha, ăn thử miếng nha bạn. Mời các bạn ăn nha các bạn. Ăn được cái gì không? Ngon.
Ngon các bạn. Này có thịt gà xé phay rồi bỏ vô trộn vô ăn ngon các bạn. Nhiều thiếu thịt gà với đậu phộng. Thôi giờ mình đến đây mình chia sẻ cho chú cây non mình bóc gỏi cũng bình dân thôi, đơn giản bạn. Thôi đến đây mình tạm dừng video, nếu vô đừng ký xung lắp cái bóng đai bạn. Mình chia sẻ cho các bạn. Nhớ đăng ký xung.